lú lú đầu lú đầu khoan khoan cho lú ơi giờ giờ ghi ghi này lên ghi lên đi ghi lên đi tại đó đó khoan từ từ đó rồi cũng được nè cũng được à cũng cái rồi đó đó là con mà bạn lấy rồi bỏ bỏ cái ấy rồi. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, bữa nay mấy anh em mình đi đào chuột nha cả nhà. Nay đi ra ngoài đồng. Bữa nay bên trong cái đồng mé bên đây người ta mới có cắt mới có mấy dây lúa. Bữa nay mấy anh em mình cuối tuần ra ngoài đồng đào chuột kiếm chuột về ăn nha cả nhà. Nó đi cũng 5 anh em đó, đi ăn cước rồi ngày mới mình mến chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mà bữa nay mấy anh em mình đi ra ngoài đó đó đa mằng lúa có mấy dây người ta cũng đang cuốn gom hay gì đó. Rồi ra đào ngoài ra ngoài đào rồi coi có chuột mình quay lại cho cả nhà mình xem nha. Đây người ta mới cắt lúa ngày hôm qua hay gì đó cả nhà. Chắc này mình tiến hành đi kiếm hang coi có hang chuột không, có con số bên đây chưa có cắt, chắc người ta cũng mặn luôn. Bữa nay có thể là người ta mặn nguyên cái khu này luôn à. Đây có hàng chuột nè, hàng chuột nó làm ở trong mé trồng lúa để mình kiếm mấy cái bờ mẫu nhỏ ngoài này. Dần nào mình đi gặp có hang mình đào quay cho cả nhà mình xem nha. Cái hang này bị con chó nó bươi. Yeah. Xin nó kêu ông Thảo gì? Ở đây nè có cái hang nè. Cái hang nó bươi nè. Trùng nè, cái máy cắt nó chạy lắp cái miệng hang à. Lại đây sắn thử có không? Này có chắc luôn. Chạy nó có hang nách này phải không? Hang mấy này dám có hang ếch. Đủ chắc cú rồi đó. À, mình tìm hang. Đó mình tìm được hang thích đúng đúng này cỏ à. Cái hang này quá trời quá trời đúng rồi nè, quá đời không đúng, đúng, đúng cái hang nó thoát ra đây con đào cho canh chụp đi chắc cứu luôn rồi đưa chào gần tay nó đi. Đủ. Sao mình thấy mới cắn nhẹ nó đó đủ. Đó, chạy xem sao lưng em ơi. Kẻ 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 kẻ. Chuột. Dính này dính này. Quá trời chuột. Tụi con á. Đây nè, đây nè, đây nè. Quá sắn giỡn. Lo gì không ta? Lo giỡn. Giỡn chạy cho mẹ. Chết rồi. Cái gầm gạch Mới sổ anh Thảo thấy chụp dính nè ta. Chạy con sau lưng chú soi xin đó. Không nhỏ bằng ngón tay à. Ừ, thì nhỏ. Chụp lứa nguyên bậy luôn á. Nó chú đâu rồi cái bao đâu bao nãy em cầm mà đâu có đây nè đây nè 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 năm cầm cái điện bao đây cái chụp phóng ra đó rồi dục nó xuống đó vậy đi
Mình đấy chạy cũng trồng chuột lúa. Ừ, quá. Nguyên bầy lúa này mới ngon nè. Chuột nái chạy chạy chưa quá. Chạy á. Đang xuống. Ừ. Đó, đó chạy ra đó. Hay quá. Nhữ. Dính liền. Tới gọ rồi. Còn đi không? Ở đây nè, nó cản rồi. Rồi. Đây. Cùng nữa hả? Đó. Lứa hả? Coi chừng, rút con này con kia chạy theo xu đích đó nha. Thôi chục nái. Cậu lấy đựng đút con tay vô. Ừ. Nó thấy con tay ăn miệng đâu à. Dần cháy luôn. Ừ. Vô. Vũ xuống. Ừ. Rồi tái ra ra đi. Chục lưới, chục lưới, chục lưới, chục lưới. Chục lưới. Chạy con nè. Nó kìa. Nó kìa. Ừ. Ngóc kìa. Nó không dễ gì ra kịp. Đó. Lưới. Kìa ra như quá trời luôn. Quá trời, quá trời rồi. Đó. Cái chừng, chừng. Đào cái này ít khi nào gặp được chục đực á. Phùng lắm. Ừ. Được ớt bạ mà ở trong gò cao rồi trong chỗ nào mà đậu không nổi nó trong đó. Nè à, cái đó đúng vô luôn á, vô gốc dừa đó thì đó một chuyện không, gốc dừa nằm ngoài không sao, nó năng năng vô mà. Mấy cái đó. Mới bên đó nó cũng vui đó. Giống cái đào rồi cũng vui đó. Ừ. Mà chưa cậu đào cho chút. Này khiệu là phóng liền á, mấy cái bờ nhỏ này nó cạn lắm á. Bờ này bờ nhỏ chứ không phải bờ bự ha. Giấu rồi cỏ vô mà. Đó. Coi có ăn gì bên đó nữa hay gì á. Ở dưới á. Dưới á. Ừ. Bên đó có không? Đang ở dưới đó cũng có qua đây nè. Ừ. À, đi à. Nhé, ờ nhém hang lại đi. Kiến ghiện, kiến lửa nhóc quá. Đó, chục con nhóc rồi kìa. Kiến ghiện nhóc luôn rồi đó. Chục bự mà. Có không? Từ từ. Từ từ nè. Không
nó lú đầu ra. Nó dừng cái đừng lấy nha. Lú cái đầu nó cùng à. Từ từ thôi, chứ thôi mình làm quá người qua mắt nó chạy ra không hay á. Dính. Nó. Quá đã, quá đã, quá đã. Đã không? Dạ. Dần luôn không? Đó. Mập ngu. Bỏ đầu vô. Vô. Dục mạnh vô. Rồi. Rồi. Cà lý, cà lý. Cái bọc lứa đâu rồi. Đó. Lứa đỏ. Lứa. Lứa, lứa đen. Đen được không? Được. Bỏ bỏ ngay luôn được. Ờ, rồi, lứa đen bỏ nó đó. Lứa chưa trời. Còn nhỏ. Đủ bể lứa gì cũng bắt hết trơn. Lứa này làm gì cậu? Bốn mặn nước sôi. Chiên. Trời ơi, thò cũng được. Thò. Luộc hấp. Không, cái này là chiên. Chấm mắm. Không, thiệt. Còn cái bọc chiên giòn một cái là lụm luôn á. Chiên giòn. Nãy giờ mình đi xuống dưới kia đào người ta cũng đào hết trơn. Đào trước mình ngày hôm qua. Giờ mình chuyển lại qua cái đồng trên này. Lo tăng quà trên này nè. Đây cũng cũng mần lúa mấy ngày rồi mà không biết có ai đào chưa nữa. Mấy tay kia chạy ra ngoài coi coi có chỗ đào được không. Rồi dắt vô trong mấy cái khu này đào á. Khu này... còn được cái khu này bên kia cũng có thấy dấu đào à. Rồi hồi cái mấy anh em mình lên trên cái khu này đào mấy khu này thử coi có chuột không. Khu lục nhẹ nha. Tới gọ. Vậy là con chuột nái chạy vô cái hang đó đó, bảo bảo đảm luôn. Đây còn có hai con chuột con. Ừ. Nó tha đi hết rồi. Vô đây một cái, vô đó một cái. Ừ. Đào hang ngoài này trước đi. Ném hang lại thôi, không đâu hay. Ừ. Đi trúng lỗng. Đây này hả? Ừ. Thôi. Tính cả cá ngọt cho hết luôn. Ừ. Chùa con thấy không, nó tha vô đó nữa thấy không. Đó, gần tới rồi, tới đít. Ê, vô ra, dính này. Coi còn nữa không nha. Đó. Nái nhỏ. Mày, nái nữa. Không có, nó chùa con mà. Ừ, nái nè. Chưa, chưa, chưa. Vẫn đỡ vô lọc. Rồi, vô. Đó. Vậy mới được chứ. Chuột này không có lứa bự. Đó, con nè. Dạ, cái này cá lý à, cá lý nha. Đẩy đẩy đó. Đạp. Đạp. Dính nào, dính nào, dính nào, dính nào, dính nào. Dính, 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 dính. Đạp. Đạp nữa chứ, đạp giật giật. Sợ nó chết. Ờ. Sợ nó xịt ruột. Ủa, nó lên đường này rồi. Lên ngay lỗ á. Rồi, rồi coi lỗ bên đây coi. Là vài chục lứa. Ừ, qua đây nè. Bên đây còn lỗ nè. Đó. Đó, ừ. Nó rồi. Nó rồi cùng. Cái gì? Lú, lú đầu, lú đầu. Khoan, khoan, cho ai lú rồi. Giờ, giờ, ghi này lên. Ghi lên đi. Trời đó. Đó, khoan, từ, từ đó. Đó. Rồi cũng được nè. Cũng được à, cũng cái rồi. Đó. Đó là con mà. Ừ. Có lý rồi. Bỏ bỏ cái ấy rồi. Bỏ vô chuột luôn hả? Ờ, bỏ vô luôn đi. Để ý ra nghe coi chừng nó đi ra không hay nha. Rồi rồi, nắm chặt.
Rồi không có con chuột, có con rắn này, không có chuột à. Con rắn không có chuột đúng rồi. Ừ. Chặn đầu tôi đắng. Vô hang rồi. Vô rồi. Vô đây nè. Vô hang này. Ừ. Dây hang đẳng hết rồi. Có mình nên đó đó. Vậy quất này luôn đi. Từ vô hai bên đi. Chạy đó. Nó bắt xuống được mày, nó chích mày á mày. Rồi vô hang nữa rồi kìa. Vô hang nữa rồi kìa. Nhỏ này. Tôi chừng nó lên nè. Mới chửi nó. Chạy đâu cho thoát con ngồi. Chạy về đó. Đuôi thấy đuôi. Thấy đuôi rồi bắt rồi từ đi. Căng quảng ra. Chui nè. Đó. Dính dính đâu dính đâu. Da tao mới chửi mày. Rồi cao lý rồi. Lưới thì nó có gì? Đào đi. Đào đi bắt bắt chuột nái kìa. Bắt chuột nái. Chuột đó hồi nãy đó. Chuột nái chạy vô đó, bắt dính rồi đó. Bây giờ còn chuột bự không? Còn chuột bự trong á. Nó nằm đứng nhìn chỗ đó đó coi có chạy ra hay không rồi. Chơi ngay miệng đây được không? Kè đuôi kè. Đó chụp luôn. Nó đuôi đó. Phân anh Năm phân từ thôi. Phân từ thôi. Ừ nó kéo từ từ ra thôi. Vuốt cái tay sát vô nữa. Vuốt tới cái đầu bơm lên. Rồi. Ok. Mày hôm bữa còn con chạy ở đây nữa nè. Đây nè, đây có con. Rồi bính lại Năm. Không, cái con chuột cái con á cái con chuột lứa này nó hại chuột nái trước sau nó cũng chết rồi cũng đào ngay đây à. Ừ. Đó chuột lứa nó kìa. Rồi lấy tay ra đi lứa nó kìa cục nó nữa hết rồi cùng rồi ba nè anh Thảo nguyên ổ kìa anh Thảo đây kìa đây quá thứ không kìa. Để nắng quá chắc này về luôn. Em mượn cái bị Nam. Mượn cái bị. Đó cả nha, cái này nghỉ đào rồi, nắng quá chịu hết nổi rồi. Được mấy chục mớ chuột à, như đây có chừng 2 kg à. Rồi chắc này mấy anh em về luôn rồi, nắng quá nắng rồi. Mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà xem clip mình thấy yêu thích mình thì cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha, quá le nắng luôn cả nhà. Ui.